trong kỷ nguyên số với xu hướng hội tụ viễn thông, công nghệ thông tin, Big Data, IoT theo định hướng chiến lược VNPT 4.0. VNPT đang dịch chuyển từ nhà cung cấp dịch vụ truyền thống sang nhà cung cấp dịch vụ truyền thông số, DSP. Tầm nhìn của VNPT là trở thành nhà cung cấp hàng đầu về hạ tầng số và dịch vụ số tại Việt Nam vào năm 2025 và trở thành một Digital Hub của khu vực châu Á vào năm 2030. Với sứ mệnh cung cấp cho khách hàng và đối tác các sản phẩm dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin, truyền thông và dịch vụ số, chất lượng, đột phá và sáng tạo, trở thành trung tâm số Digital Hub của châu Á, tôn vinh và đánh giá giá trị đích thực của người lao động. VNPT sẽ tập trung phát triển 3 nhóm dịch vụ chính: dịch vụ viễn thông, dịch vụ số dành cho khách hàng doanh nghiệp và khách hàng cá nhân, hộ gia đình, chính phủ, bộ ban ngành, sản phẩm dịch vụ khác về sản xuất công nghiệp và dịch vụ tư vấn, thiết kế, xây lắp. Trở thành doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam chủ lực trong chuyển đổi số quốc gia, VNPT tập trung cung cấp hạ tầng số, dịch vụ số hàng đầu tại Việt Nam, sở hữu và khai thác nền tảng hạ tầng trụ cột của hạ tầng số quốc gia, là nhà sáng tạo tiên phong, nghiên cứu, làm chủ công nghệ số và cung cấp hệ sinh thái số trong mọi lĩnh vực đời sống, kinh tế, xã hội, dựa trên thế mạnh về các nền tảng số, công nghệ lõi và an toàn an ninh mạng. Phát triển theo chiến lược VNPT 4.0, VNPT đang tập trung xây dựng nền móng vững chắc về cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực nhằm cung cấp dịch vụ chất lượng tới hơn 34,8 triệu thuê bao di động, hơn 6,9 triệu thuê bao băng rộng và các khách hàng là các cơ quan đảng, nhà nước, chính quyền địa phương, các sở ban ngành và các đối tác doanh nghiệp. VNPT xây dựng và triển khai hạ tầng số quốc gia, cung cấp Internet băng thông rộng đến 100% các xã, mở rộng mạng băng rộng cố định FTTX tới 10 triệu thuê bao, mở rộng vùng phủ 4G của VNPT lên 98% dân cư. Triển khai phủ sóng mạng 5G VNPT với vùng phủ 5G sẽ đạt 85% dân cư đến năm 2025. Mở rộng phạm vi và năng lực cho trên 60 triệu kết nối cho IoT và 5G đến năm 2025 và đạt trên 100 triệu kết nối năm 2030. Xây dựng hệ sinh thái dịch vụ điện toán đám mây của VNPT trở thành thương hiệu mạnh cho các dịch vụ điện toán đám mây trong nước và khu vực. Đến năm 2025 là nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây số 1 cho khối chính phủ, chính quyền, trở thành nhà cung cấp đa nền tảng hàng đầu Việt Nam. VNPT hiện có hạ tầng viễn thông, hạ tầng số hiện đại, đồng bộ, băng thông rộng phủ sóng khắp cả nước với hệ thống cáp quang trên đất liền, cáp quang biển quốc tế, hệ thống vệ tinh Vinasat 1 và 2, kết nối trực tiếp hơn 240 quốc gia trên thế giới, đáp ứng được những yêu cầu cao nhất về an toàn thông tin của quốc gia cũng như thỏa mãn các nhu cầu đa dạng của khách hàng. VNPT hiện có quan hệ hợp tác với hơn 200 đối tác viễn thông và ICT trên thế giới. Khẳng định uy tín và vị thế của VNPT bằng việc tham gia thúc đẩy, hỗ trợ chính phủ, bộ ngành địa phương phát triển chính phủ điện tử hướng đến chính phủ số và nền kinh tế số. Đẩy mạnh phát triển các nền tảng số và hệ sinh thái dịch vụ số với mô hình kinh doanh hướng dữ liệu giúp chuyển đổi số mạnh mẽ chính mình và khách hàng tổ chức doanh nghiệp. Tích tụ tài nguyên và ứng dụng công nghệ gia tăng hiệu quả kinh tế, chuyển đổi số các ngành kinh tế trọng điểm đóng góp vào tăng trưởng kinh tế số, tập trung phát triển kinh tế, ngành y tế, giáo dục, nông nghiệp, phục vụ toàn diện nhu cầu của chính phủ, tổ chức, doanh nghiệp đến người dân thông qua hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ toàn diện, đổi mới phương thức tiếp cận và mô hình kinh doanh. Với những bước đi và chiến lược đúng đắn, hiện nay VNPT là thương hiệu đứng vị trí thứ hai, thương hiệu giá trị nhất Việt Nam do Brand Finance và Forbes trao tặng và thuộc top 150 nhà mạng có giá trị thương hiệu lớn nhất thế giới. Hướng tới kỷ nguyên VNPT 4.0, VNPT luôn thay đổi, hoàn thiện mình để góp phần kiến tạo một xã hội phát triển, văn minh và không ngừng kết nối.